Gà chọi chột mắt. Đá đó đi hung thần, đá đi sám thần, đá đi, đá đi sám thần, đá đi. Trời ơi, hung thần ơi là hung thần, mày vừa khỏe lại hiếu chiến, vậy mà không thể thắng nổi con sám thần nhỏ nhoi đó. Trời ơi, lại còn bị nó đá cho mù một mắt nữa chứ. Đúng là tốn công tốn sức nuôi luyện mày mà. Ông nhanh đem nó về chữa trị, may ra còn kịp. Nhà anh không phải lo, nó giờ chỉ giết thịt chưa để còn ít gì nữa chứ. Nếu ông đã nghĩ vậy, chi bằng ông bán cho tôi con gà này đi. Được thôi, nếu ông thích thì tôi bán cho ông. May ra còn gỡ gạt được chút công nuôi dưỡng nó. Con gà này vốn có đầy đủ tố chất để trở thành một con gà bách chiến bách thắng. Nhưng nó có một yếu điểm chết người mà có lẽ ông không nhìn ra thôi. Sao cha lại mua về một con gà vừa chột mắt là thua trận hả? Trước khi bị chột một mắt, nó từng là một con gà dũng mãnh. Trước khi thua trận này, nó cũng đã từng thắng nhiều trận khác. Tiềm năng của nó vốn không nên chỉ nhìn vào thời điểm hiện tại. Vậy cha sẽ luyện nó thành một con gà bách chiến bách thắng như sám thần hả? Nó có thể trở thành một con gà bách chiến bách thắng được hay không, ta chưa thể nói trước được. Ta chỉ muốn giúp nó phát huy hết khả năng của nó, xem có ra cơm ra cháo gì không. Trông mày có vẻ khỏe hơn rồi đó. Chịu khó ăn đi, rồi cũng có ngày mày có thể khỏe mạnh như trước. Mày muốn ra ngoài hả? Chưa gì đã muốn đấu rồi ư? Xem ra chưa thể đem mày đi đâu. Cha ơi, con tưởng càng hừng hực khí thế thì càng tốt chứ. Khí thế sục sôi là tốt, nhưng nó mới chỉ hồi phục chấn thương được một thời gian, phong độ chưa thể lấy lại như trước. Với thể lực bây giờ mà đấu thì quá là không biết lượng sức mình. Ra là vậy. Cha ơi, có phải cha định cho con hung thần đi chọi không? Còn thấy nó không chỉ bình phục mà ngày càng to khỏe, linh hoạt hơn rồi. Cha ơi, cẩn thận, cha xem đi, nó tung chiêu vừa mạnh lại vừa linh hoạt chưa kìa. Con gà này đúng là đã khỏe mạnh như xưa, nhưng mới nghe tiếng gáy của con gà khác thôi, nó đã nóng lòng trả thù như vậy. Nôn nóng thì chống hỏng việc. Cha phải để nó ở trong này thêm một thời gian nữa. Vậy là vẫn chưa thể thi đấu. Cha ơi, con thấy gần đây hung thần đã bớt hung hãn rồi. Dù là nghe tiếng gáy của con sám thần cũng không thấy nó phản ứng gì. Có phải là nó có thể đi chọi được không ạ? Con hung thần giờ hội tụ đủ các yếu tố, khí thế có, thể lực có, sự bình tĩnh có, chỉ có điều... Còn thiếu gì nữa vậy cha? Nó thiếu khả năng đánh giá, phán đoán cục diện, cũng không biết thăm dò đối thủ. Rõ ràng lúc này nó đang bị nhốt, ở thế bị động, còn con sám thần ở bên ngoài nắm phần chủ động, vậy mà con hung thần vẫn muốn đấu. Nó vốn là gà chọi, chẳng phải sức khỏe và lòng hiếu chiến là quan trọng nhất hay sao cha? Con gà chọi thiện chiến là những con biết dùng sức đúng lúc trước đối thủ. Nó phải bình tĩnh như gỗ đá, phải biết dò xét, đánh giá đối thủ trước khi tung chiêu tấn công, như vậy mới có thể chiến thắng được. Con biết không, biết phán đoán, đánh giá đối thủ sẽ mang lại cho con người ta sức mạnh, sự uy vũ gấp trăm ngàn lần so với thể lực hay sự hung hãn, hiếu chiến. Vậy làm sao luyện cho hung thần biết phán đoán, đánh giá đối thủ được hả cha? Con yên tâm, ta đã có cách rồi. Cách này sẽ hiệu quả chứ cha? Nó có thay đổi hay không, chúng ta cứ kiên trì chờ xem sao. Sao ta không thử để hung thần và con sám thần đấu với nhau một lần nữa nhỉ? Hay quá.
nghĩ hung thần đã trở thành một con gà đáng gờm rồi đấy. Nó mang trong mình một sự bình tĩnh đầy uy vũ, khiến những con gà khác phải khiếp sợ. Còn biết không, chuyện luyện gà cũng giống như chuyện rèn người. Bản lĩnh của con người nằm ở chỗ biết bình tâm mà đối mặt, xem xét, đánh giá để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Làm giàu. Cha, cha ơi. Cha, cha chắc không còn sống được bao lâu nữa. Hai anh em các con hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau làm ăn. Vâng, chúng con xin nghe theo cha. Cả đời cha tích góp dành dụm, gia tài cả thảy có 3 vạn lượng vàng. Cha chia cho mỗi người 1 nửa. Các con hãy dùng tiền bạc đó để tự làm ăn, nuôi thân. Cha ơi, cha đừng bỏ anh em con. Cha ơi. Không ngờ cha chúng ta lại để lại được nhiều vàng bạc như vậy. Giờ chúng ta có thể thoải mái ăn sung mặc sướng, khỏi phải lo nghĩ. Anh lại không nghĩ như vậy. Trước nay chúng ta chưa lo liệu việc gì, mọi việc đều một tay cha làm nên. Nay chúng ta ôm một đống vàng, nếu không biết làm ăn, chỉ ngồi ăn thôi thì bao nhiêu cũng hết. Sao anh cứ khéo lo hảo? Chúng ta có tiền, chúng ta đầu tư mở tiệm buôn, rồi thì tiền cắt đẻ ra tiền. Chúng ta không có kiến thức, cũng chưa từng ra ngoài làm ăn. Anh nghĩ chúng ta nên dùng ít tiền đi lên tỉnh, xem người ta làm ăn ra sao rồi học theo. Bàn tới bàn lui vẫn không thống nhất được. Thôi thế này, anh em mình chia đôi chỗ vàng này, rồi mỗi người đi một hướng làm ăn. Được. Cậu Mạnh, nhanh chân lên, còn 4 xe ngựa chất đầy vải. Vâng. Đây là vải tơ tầm thượng hạng nên rất dễ bị làm giả. Nếu khi đốt, ta thấy có mùi khét như tóc cháy và than vón tròn. Lấy ngón tay miết nhẹ, thấy than tan ngay, thì đó là sợi tơ tầm. Mình đã học được các loại vải rồi. Tháng này phải đặt mục tiêu, học được cách quản lý bán hàng. Không biết giờ này em Quý như thế nào rồi? Cuộc sống có tốt không? Chúc mừng! Cửa hàng to đẹp quá! Chúc mừng khai trương nhé! Cảm ơn các vị đã đến dự lễ mừng khai trương cửa hàng gạo của chúng tôi. Tôi xin kính các vị 1 ly. Cạn ly! Ông chủ! Có vị khách hỏi chúng ta có thể giao 2 tạ gạo đến nhà cho ông ấy được hay không? Ta đã giao cho cậu trông coi cửa hàng thì cậu tự quyết định đi. Dạ! Ông Quý! Phía nam của Kinh Thành có một tủ lầu rất nổi tiếng. Hôm nào chúng ta đến đó thưởng thức chứ? Đi chứ, chỗ tốt như thế thì chúng ta phải đến đó cho biết. Đúng, Kinh Thành này có gì hay, chúng ta phải thưởng thức hết. Ông chủ Quý, nghe nói ngài mở cửa hiệu to nhất Kinh Thành. Chúng em chúc ngài làm ăn phát đạt. Cạn ly. Vậy ở đây nghe nói là tốt nhất Kinh Thành. À, chào ông. Ông đúng là tin tường. Ông đang tìm loại vải nào ạ? Đương nhiên là tơ tầm thượng hạng. À, có ngay thưa ông. Cậu Mạnh, mang sắp lụa tơ tầm thượng hạng ra đây. Dạ. Dạ thưa quý khách, lụa đây ạ. Mạnh, sao lại là anh? Quý, sao lại là em? Sao anh ngốc thế? Có vàng đem cất mà đi làm đầy tớ cho người ta. Đâu có, là anh đang học làm kinh doanh đấy chứ. Rõ ràng là làm đầy tớ cho người ta, để người ta sai bảo mà bảo là học làm kinh doanh. Bây giờ cửa hàng gạo của em là to nhất Kinh Thành này. Thôi anh nghe em, theo em về hùn vốn cùng em làm ông chủ. Anh cần phải làm việc ở đây để học hỏi thêm nữa. Vậy tùy anh, sướng không muốn lại muốn khổ. Tại sao 3 tháng rồi không bán nổi một tải hàng nào? Tại vì hồi mới nhập gạo về bán, thấy bán được hàng nên ông chủ bảo mang hết vốn ra mua gạo về bán cho mấy năm.
Không ngờ năm nay có một loại mới ngon hơn, các cửa hàng khác lấy về bán, chúng ta lại không có tiền nhập hàng. Gạo tồn kho của chúng ta không ai mua, mọt hết cả rồi. Trời ơi. Anh Mạnh, đây là... Quý, bay quá, em đã về rồi. Anh có lên kinh thành tìm em mà thấy tiệm gạo đóng cửa. Tiệm vải này là anh mở sao? Ừ, anh đã mở tiệm vải được 3 tháng nay rồi, làm ăn cũng được. Ờ, chúc mừng anh giỏi quá. Anh giỏi gì đâu, chỉ là anh học được từ nhiều người khác thôi. Chú mà không chê thì về làm với anh. Hai anh em mình chung lưng đấu cật, sợ gì không thành công. Em... giờ em không còn gì cả, hai bàn tay trắng. Em đã học được một điều, không có kiến thức thì chẳng làm được gì cả. Con vịt phiền phức. Bực cả mình, mới sáng ra đã ồn ào. Này chị tập thể dục đi. Chị suốt ngày ăn rồi lại ngủ thế này, thảo nào béo ụt béo ịt. Chị nói thế nào ấy chứ, tôi ăn uống có là bao so với đám kia. Đấy, chị thấy chưa, ngày nào thức ăn cũng được đổ đầy ắp, nào ngô, nào khoai, rồi cỏ non. Còn đấy, chị xem, chúng ta có cả đàn đông đúc, ngày nào cũng phải tranh nhau chỗ thức ăn ít ỏi này. Cũng chẳng trách được, hai anh ấy phải lao động vất vả mà. Thế chúng ta không lao động hả? Ngày nào chúng ta chẳng đẻ trứng. Thôi thôi, chị bực bội mà làm gì, ai cũng có công việc riêng của mình mà. Kìa, cô xem đi. Đó, đã được ăn ngon rồi, ông chủ lại suốt ngày cưng nựng chứ. Thôi, chị bớt chuyện đi, ra đây chơi với chúng tôi. Đã thấy, mình chơi cho bọn kia một vố cho biết tay. Này, anh Trâu, rõ thương cho cái thân anh. Tôi có gì đáng thương đâu chị vịt bậu. Tôi thấy anh lao động vất vả mà bị đối xử không công bằng. Trong khi anh lao động vất vả thì bò nhà ta được ung dung ở nhà, nằm mát, sung sướng, thức ăn được dâng đến tận miệng. Tôi rất bất bình thay cho anh. Tôi mà là anh á, thì tôi bỏ cái nhà này đi ăn trong cho sướng. Ôi dào, chị nhầm rồi. Ông chủ rất công bằng. Hôm nay tôi kéo cài thì mai lại đến lượt anh bò. Ông chủ vẫn cho tôi ăn uống no nê đầy đủ. Tôi cũng chẳng so đo tính toán làm việc cho mệt chị ơi. Rõ là anh bò nè, anh biết chuyện gì không? Có chuyện gì thế vịt bầu? Anh bị nhốt ở đây mà không buồn hả? Tôi thấy anh Trâu rõ là sung sướng. Anh ta được ông chủ thả cho nhẫn nha rong chơi ngoài đồng cỏ kia kìa. Hơi à, chắc không phải đâu. Hôm nay anh ấy đi cày, chắc là anh ấy được ông chủ cho nghỉ giải lao một tí thôi. Không, tôi bơi ở ao gần đấy. Tôi thấy anh ta nhẫn nha thư thái làm sao. Tôi là người có tính hay thương người. Thấy anh phải chịu bất công nên tôi báo cho anh vậy. Theo tôi á, anh phải tuyệt thực mà đình công để ông chủ biết sự quan trọng của anh. Sao phải làm thế hả chị vịt bầu? Anh ấy được thư thái nhàn nhã một chút á, thì tôi mừng cho anh ấy chứ sao. Anh ấy cũng rất thương tôi. Lúc tôi đau ốm luôn thay tôi làm việc. Tôi chẳng việc gì mà tị nạnh cả. Anh đúng là cứng đầu, tôi chẳng thèm nói nữa.
Đúng là cuộc sống này không công bằng một chút nào cả. Đã vậy, mình trốn đi đến nơi nào chỉ có một mình cho sung sướng. Con vịt bầu nhà mình. Từ giờ phải nhốt mày lại cho chừa cái thối chạy lung tung. Trời ơi, là mình hại mình rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.